Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào giải quyết một đề bài của ngữ văn lớp 12. Cụ thể đề bài như sau. Chủ nghĩa yêu nước là một trong hai nguồn cảm hứng lớn nhất của văn học dân tộc trong giai đoạn 1945 đến năm 1975. Anh hay chị hãy làm rõ nhận định trên. Với đề bài này, chúng ta sẽ có thể làm bài như sau. Cuộc cách mạng tháng 8 đã mở ra cho dân tộc Việt Nam một giai đoạn văn học mới. Vừa lấy được chủ quyền, dân tộc ta đã phải lao vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ vô cùng ác liệt. Sau 30 năm chiến đấu đầy gian khổ hy sinh, nhân dân ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn vào mùa xuân năm 1975. Văn học Việt Nam năm 1945 đến năm 1975 đã phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo trong truyền thống lịch sử của văn học dân tộc. Có thể nói, chủ nghĩa yêu nước là cái huyệt thần kinh nhạy bén của người dân Việt Nam. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đất nước ta đã đập mạnh vào cái huyệt thần kinh ấy. Truyền thống yêu nước liền được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và là một trong hai nguồn cảm hứng lớn nhất của văn học dân tộc. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu là một bức tranh toàn cảnh, chân thực, sinh động và xúc động về cuộc kháng chiến và những con người kháng chiến. Anh vệ quốc quân hiền lành, chân thực và gần gũi. Với hình ảnh giọt giọt mồ hôi rơi trên má anh vàng nghệ. Anh vệ quốc quân ơi, sao mà yêu anh thế? Đoạn thơ trên được trích trong bài Cá nước của Tố Hữu. Hay, nhà thơ Tố Hữu cũng đã từng miêu tả hình ảnh cô bé Liên Lạc hồn nhiên, vui tươi, nhí nhảnh, tận tụy với công việc, coi thường hiểm nguy và tuy hy sinh rồi đấy nhưng vẫn còn sống mãi. Cháu nằm trên lúa, tay nắm chặt bông, lúa thơm mùi sữa, hồn bay giữa đồng. Đoạn thơ được viết trong bài Lượng. Hay hình ảnh những bà bầm, bà bủ thương con vô cùng, nhưng cũng yêu nước vô hạn. Những người phụ nữ đi phá đường, tiêu thổ kháng chiến. Những anh thợ mạ vàng, làm thuốc pháo. Chị công nhân, ngày đêm vận tải. Các chiến sĩ Điện Biên, đầu nung nửa sắt. Những em thơ đốt đuốc đến trường làng. Đó chính là hình ảnh của quân và dân ta, lực lượng và sức mạnh trường kỳ kháng chiến. Hay đó còn là hình ảnh những lãnh tụ vừa lớn lao vừa bình dị, hiện thân cho sức mạnh, nghị lực và niềm tin. Đó là người dẫn dắt, động viên và nâng đỡ chúng ta trên đường chiến thắng. Bác Hồ đó, chiếc áo mưu giản dị, màu quê hương bền bỉ đậm đà. Ta bên người, người tỏa sáng trong ta, ta bỗng lớn ở bên người một chút. Đoạn thơ được trích trong bài Sáng tháng 5 của nhà thơ Tố Hữu. Những người chiến sĩ trong nhớ của Hồng Nguyên ra đi và lớn lên trong cuộc đời áo vải, chân đất của nhiều miền quê, của nhiều cảnh ngộ. Vốn kiến thức quân sự ít ỏi, vũ khí thiếu thốn, đời sống vật chất nhiều khó khăn. Chỉ có dư dật về tinh thần, họ tìm địch và đánh và tin tưởng lạc quan vào chiến thắng cuối cùng. Nhà thơ đã vẽ lên được những nét rất chân thực, sinh động về người lính trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến đầy gian khổ. Nột sắt, đường tàu, rèn thêm dao kiếm, áo vải, chân không, đi lùng giặc đánh. Nhưng họ cũng rất lạc quan, lạc quan yêu đời trong những lúc nhìn lại lưng đèo, nằm trên dốc nắng, kỳ hộ lưng nhau, ngang bờ cát trắng. Của chân chỉ hơi ấm đêm mưa, đằng nớ vợ chưa, đằng nớ tớ còn chờ độc lập. Cả lũ cười vang bên ruộng bắc, nhìn cô thôn nữ cuối nương dâu. Đoạn thơ được trích trong bài Nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên. Bên cạnh đấy, chính Hữu lại đi sâu vào diễn tả mối tình đồng chí, đồng đội, quan hệ tình cảm rất tốt đẹp và rất mới. Cũng từ những phương trời xa lạ để rồi thành tri kỷ, thân quen bởi cùng một đội ngũ chiến đấu, cùng một lý tưởng, chung một cuộc đời, thương yêu nhau, sống chết có nhau, nương tựa nhau, càng thắm thiết trong hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười bút giá, chân không giày. Thương nhau, ta nắm lấy bàn tay, đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Đoạn thơ được trích trong bài Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu. Hay tiếp đến, chúng ta biết đến Hoàng Lộc trong Hiến Bạn đã thể hiện nỗi xót xa, đau đớn của người lính khi đồng đội mình hy sinh, nhưng nỗi đau ấy không hề đi lụy mà chuyển hóa thành sức mạnh. Mai mốt bên cửa rừng, anh có nghe súng nổ, là chúng tôi đang cố,
tiêu diệt kẻ thù chung. Và Vũ Cao trong bài thơ trữ tình giàu màu sắc lại thể hiện vẻ đẹp của người lính trên một khía cạnh khác. Người lính chiến thắng trở về quê, cảnh vẫn đây nhưng người yêu không còn nữa, cô gái đã hy sinh, những kỷ niệm của tuổi trẻ, những lời hò hẹn năm xưa khi vẫn còn đời anh. Những người chiến sĩ vẫn có thể đi tiếp con đường của mình, không để đau thương vật ngã, trái lại lại trở thành một động lực có sức thúc đẩy mạnh mẽ trong cuộc sống chiến đấu của mình. Anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường. Em sẽ là hoa trên đỉnh núi, bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm. Đoạn thơ trích trong bài Núi Đôi. Và không thể không nhắc tới bài Tây Tiến của Quang Dũng, Bên Kia Sông Đuống của Hoàng Cầm, Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan. Còn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi đất nước bị xâm lược, yêu nước tất phải hành động, phải chuyển thành chủ nghĩa anh hùng. Cuộc chiến tranh nhân dân đã phát huy cao độ, tạo nên một chủ nghĩa anh hùng toàn dân. Cho nên người đàn bà có con mọn cũng hăng hái cầm súng, những em nhỏ cũng muốn lập chiến công, bà mẹ già cũng tham gia chiến đấu, cả nước thành chiến sĩ. Ở tác phẩm Sừng Sàn Ngu của Nguyễn Trung Thành, ta thấy đó là cuộc nổi dậy của dân làng Sơn Man và của cả Tây Nguyên bất khuất anh hùng. Và trong những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, Mảnh Trăng Cuối Rừng của Nguyễn Minh Châu, Quán Rượu Người Câm của Nguyễn Quang Sáng, ta đều thấy nói lên tinh thần bất khuất của nhân dân ta, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc quê hương. Họ lẫm liệt hào hùng trong tư thế tiến công, ngay cả trong những phút cuối đời mình. Anh ngã xuống trên đường băng tân sâm nhất, nhưng anh gượng đứng lên vì súng bên xác trực thăng, và anh chết trong khi đang đứng bắn, máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng. Đoạn thơ trích trong bài Dáng Đứng Việt Nam. Tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng, cho chủ nghĩa yêu nước giai đoạn này nổi lên là hai bài thơ Sau Chiến Thắng của Tiến Lan Viên và Cuộc Chia Ly Màu Đỏ của Nguyễn Mỹ. Ở Sau Chiến Thắng, những câu thơ hay nhất là những câu thơ nói về tình yêu đất nước, những lời kêu gọi tha thiết và cổ động cho tình cảm này. Thực tế thì chúng ta thấy đó là những gì gần gũi thân thiết nhất, cũng như những gì lớn lao trên nơi ấy. Nếu chỉ vì cái gần gũi thì tình yêu trở nên tầm thường, nếu chỉ vì cái lớn lao thì tình yêu tổ quốc thuộc vào những câu thơ vẫn còn được ghi nhớ. Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Điệp từ hãy yêu tất cả, hãy yêu và bảo vệ được lặp lại nhiều lần. Yêu từ cái cụ thể và gần gũi, một chiếc cầu, một ốp cửa, núi sơn, đến những cái trừu tượng, nhà thơ đã kêu gọi tình yêu nước gắn liền với bảo vệ tổ quốc. Hãy yêu, hãy yêu, hãy yêu và bảo vệ mây nước, cửa nhà, văn học, ngữ ngôn. Một đảo vắng, hòn ngư còn chất bể, một dặm núi Kỳ Sơn từng lắm lúc mưa nguồn. Nhân vật anh hùng biểu tượng đẹp đẽ của những con người chiến thắng được thể hiện qua hình tượng những người lính trẻ. Họ mang trong lòng mình một niềm căm giận lớn, không có chuẩn nào đo được. Niềm kiêu hãnh về những trang sử oanh liệt và đẫm máu của ông cha ta, và cái lý lẽ chiến đấu thật đơn giản. Giặc đánh thì ta đánh trả. Họ mang trong mình một quyết tâm chiến đấu lớn, quyết chặn đường những tội ác đẫm máu của kẻ thù, chớ để cho chúng đến gieo khăn tang và nạn cỗ, xây dựng những pháp trường và kiến thiết những thây ma. Súng Mỹ chưa vào phòng ta ở, dao cứa vào trên cổ học ta ca. Và với những vũ khí trong tay, họ sẵn sàng chiến đấu, không chờ đợi, không cầu toàn. Thân chiến thắng là những người áo vải, những binh nhất binh nhì 18 tuổi, tiếp quân thù không đợi có hạt nhân. Còn Cuộc Chia Ly Màu Đỏ lại nói đến một cuộc chia ly cụ thể, trong một trường hợp cụ thể, một người vợ tiễn chồng ra chiến lửa. Ta thấy mở đầu bài thơ là màu đỏ của thời điểm chia ly hiện tại, kết thúc bài thơ vẫn là màu đỏ ấy, nhưng là màu đỏ của trí tưởng tượng và thời điểm sắp tới. Màu đỏ của trí rừng, của bếp lửa, cũng là màu đỏ của hoài niệm, của sự liên tưởng nhớ nhung. Người lính mang cuộc chia ly màu đỏ này trên suốt chặng đường hành quân, mang sắc trời, sắc áo vào trong cuộc chiến đấu, và đương nhiên sức mạnh nhân lên gấp bội. Bởi vậy có thể nghĩ rằng như chưa hề có cuộc chia ly.
Quả thật, chủ nghĩa yêu nước là một trong hai nguồn cảm hứng lớn của văn học dân tộc. Nó xuyên suốt những năm chiến tranh. Nếu không có chủ nghĩa yêu nước, thì đảng ta, nhân dân ta không làm nên hai cuộc chiến thắng kỳ vĩ Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975. Yêu nước là căm thù giặc, là yêu tổ quốc đau thương anh hùng, là thiết tha yêu cuộc sống tốt đẹp. Và chủ nghĩa yêu nước sẽ mãi mãi tồn tại, bất diệt, sẽ được tiếp nối nâng cao trong suốt các thế hệ.